Anh hai chị hai chúng em cũng nhận được rất nhiều tình cảm của các ông các bà, các anh các chị và quý khách thập phương đã tặng cho chúng em những tràng pháo tay và những bông hoa tươi thắm. Một lần nữa chúng em sẽ xin hứa sẽ cố gắng phục vụ thật tốt chương trình quan họ buổi chiều hôm nay ạ. Ba quan một chiếc thuyền nan, có về với hội có cái ngoan tầm chồng. Ba quan một chiếc thuyền rồng, có về với hội có cái công đi tìm. Vâng, ngay sau đây anh hai chị hai chúng em xin phục vụ quý khách bài Ba Quan, quan họ lời cổ. Chầu xanh cao trắng chay hồng, đẹp duyên vài phần, tơ hồng trời xanh.